Hội thảo quốc tế với chủ đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, những khía cạnh lịch sử và pháp lý đã được Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức vào ngày hôm nay tại tỉnh Quảng Ngãi. Đây được coi là một sự kiện quan trọng vì là lần đầu tiên một hội thảo ở tầm quốc tế về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa được tổ chức ở một địa phương gắn liền với những bằng chứng lịch sử từ lâu đời về việc các nhà nước Việt Nam đã tiến hành tuyên bố chủ quyền và khai thác tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nhiều báo cáo tham luận trong hội thảo đã đưa ra các bằng chứng, căn cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời chỉ rõ Trung Quốc không có các chứng cứ để khẳng định chủ quyền của họ đối với hai quần đảo này, bởi các bản đồ và tài liệu lịch sử chính thức của Trung Quốc thời nhà Minh và nhà Thanh cho thấy lãnh thổ của Trung Quốc kết thúc tại đảo Hải Nam. Đa số các học giả trong cái buổi thảo luận sáng nay thì bàn về vấn đề tính pháp lý, thì họ đều bác bỏ cái sự vô lý về những yêu sách của Trung Quốc đối với cái đường chiến đoạn cũng như là việc thành lập cái thành phố Tam Sa là rất là sai phạm về cái sự vi phạm đối với chủ quyền của Việt Nam. Và các học giả cũng đã nêu lên những cái ý kiến của họ rất là rõ ràng ủng hộ Việt Nam trong cái việc là bảo vệ cái chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tham luận của các học giả đã phân tích các khía cạnh của luật pháp quốc tế liên quan đến thụ đắc lãnh thổ. Theo đó có thể kết luận rằng Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa một cách hòa bình, liên tục, phù hợp với luật pháp quốc tế. Các đại biểu nhấn mạnh Việt Nam có những văn bản pháp lý khẳng định các nhà nước Việt Nam đã xác lập thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ít nhất từ thế kỷ 17. Đây là một cuộc hội thảo mà được tổ chức tại một cái tỉnh mà có thể nói rằng đây là cái căn cứ xuất phát của cái đội Hoàng Sa, là một cái tổ chức của nhà nước đã tồn tại cách đây mấy thế kỷ trong cái việc xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Họ đề cập đến các cái cơ sở pháp lý để mà xác định cái chủ quyền lãnh thổ đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và khẳng định rằng là cái quan niệm pháp lý, nguyên tắc pháp lý mà Việt Nam dựa vào và để khẳng định rằng mình có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là chúng ta theo nguyên tắc chiếm hữu thực sự, đó là nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ khi nó còn là đất vô chủ. Còn tôi thừa nhận rằng ấy là người Trung Quốc là có đến để mà làm ăn sinh sống một số ở cái đảo, kể cả Hoàng Sa và kể cả một phần ở Trường Sa. Nhưng mà đó là gì? Đó là những người mà Trung Quốc không thừa nhận rằng đấy là cư dân Trung Quốc. Trung Quốc có cái chính sách cấm vận một cách tuyệt đối, ngoại bất, tức là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ai đó mà đi ra ngoài đảo mà làm ăn như vậy thì Trung Quốc không thừa nhận là người Trung Quốc. Cho nên đấy, nói là chủ quyền là phải nói đến chủ quyền quốc gia lãnh thổ, nói đến chủ quyền của nhà nước và cái chủ quyền được thực thi dưới danh nghĩa nhà nước, bằng nhà nước, bởi nhà nước, thì những cái người dân này nhà nước Trung Quốc có thừa nhận đâu. Thế mà họ bây giờ bảo là đấy là chủ quyền của họ. Trong các tham luận của mình, các học giả đều phê phán yêu sách phi lý đường lưỡi bò ở Biển Đông của Trung Quốc và không được công nhận bởi bất cứ luật pháp quốc tế nào và do đó hoàn toàn bất hợp pháp. Các học giả cũng cho rằng việc Trung Quốc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và đang giáo diết triển khai các hoạt động củng cố Tam Sa, nhất là việc Trung Quốc thiết lập cơ quan chỉ huy quân sự ở thành phố Tam Sa, ban hành điều lệ quản trị an biên phòng tỉnh Hải Nam là nhằm khống chế, kiểm soát Biển Đông, đe dọa hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Mình có thể khẳng định là đối với chính sách của Trung Quốc thì có ba cái là bất chính đáng. Một là vấn đề mà xâm lược Hoàng Sa, thứ hai là đường lưỡi bò, và thứ ba là thành lập cái sân tra là hoàn toàn là phi lý và chẳng có cơ sở nào. Vấn đề của Việt Nam không phải là về vấn đề pháp luật, là pháp lý. Vấn đề của Việt Nam là họ có thể nêu ra, nêu rõ cái vấn đề này và huy động những hợp tác của quốc tế để giúp Việt Nam và giúp cả khu vực có một thỏa hiệp mà hợp lý mà là có cơ sở về pháp lý. Kết thúc hội thảo lần này, các đại biểu nhất trí cho rằng hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do an ninh an toàn hàng hải ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực.
các quốc gia ven Biển Đông cần tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Và điều quan trọng là các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Thu Huyền, Đài Truyền Việt Nam, đưa tin tại tỉnh Quảng Ngãi.